Thủ tướng không bắt những xe ưu tiên không này, do anh bỏ xe này xe được ưu tiên đúng không? Anh lấy gì là ưu tiên? Chở bệnh nhân. Chở nhân xe anh rồi xe y tế không? Xe y tế không? Dù không phải xe y tế không anh. Anh giả cái quy định xe y tế mới chở được bệnh nhân. Anh giả được cái quy định ra. Nhưng anh chứng minh được là người ta ra viện. Có giấy tờ. Giấy ra viện là giấy chuyển viện. Giấy ra viện. Thế là người ta phải đảm bảo đủ sức khỏe người ta mới ra viện. Đúng, chính xác, chính xác. Nhưng xe anh không phải xe ưu tiên, xe phải xe cấp cứu nhá. Anh nhầm đấy. Đường anh quay đầu xe lại. Anh giở cái quy định của chính phủ ra. Quy định nào là quy anh định quay đầu xe lại. Chở bệnh nhân cấp cứu và người anh ra viện xe, phải là xe ưu tiên. Xe y tế, xe cá nhân. Anh giở quy định ra. Anh giở quy định ra, tôi quay đầu ngay. Anh nhá, xe như biển Hà Nội. Anh cứ giở quy định ra, tôi quay đầu ngay. Anh nhầm người ở đâu? Tôi người Hà Nội. Anh người Nội, anh đi xe, anh đi biểu hiện người xe Hà Nội. Được rồi, đề nghị anh quay đầu xe lại cho em. Còn nếu là người nhà, người bắt đây nhá. Nghe cái điều 1 ở văn bản này cho em. Văn bản này là quy định tỉnh nhà các anh. Chứ còn thủ tướng không bắt, thủ tướng không bắt. Em đây là nhiệm vụ. Tôi nói những cái gì là sai đâu, tôi chịu trách nhiệm. Thì sai đâu, em chịu trách nhiệm. Đó rồi, tôi chịu trách nhiệm. Anh quay đầu xe, anh kiến nghị thành phố. Rồi, công an thành phố Hải Phòng. Rồi, xe chở bệnh nhân được ra viện và không cho phép vào, không cho phép lưu thông vào thành phố. Anh nói như xe chở bệnh nhân, anh xe cứu hơn. Xe tôi xe chở bệnh nhân người ra viện. Anh taxi đấy, anh nhận bắt đi. Rồi, tôi nói ông, nếu như mà xe tôi taxi, ông tôi đủ cơ sở tôi khẳng định là taxi hay là xe nhà tôi. Chỗ này nếu xe không phải xe cấp cứu rồi, anh nhầm lại. Thủ tướng không quy định phải là xe cấp cứu mới chở được bệnh nhân đi cấp cứu. Bây giờ em đang làm nó không thực tế nhiều, em đang giải thích để hiểu. Rồi ông giải thích, không có giải thích bây giờ nữa. Ông khẳng định cho tôi là xe tư nhân không được chở phép chở. Anh ơi, được anh gọi là anh từ tỉnh khác vào Hải Phòng, anh muốn vào Hải Phòng anh phải cách ly 14 ngày. Được thế rồi. Thôi. Nếu như mà chấm hết. Tôi các anh kiểm tra y tế, nếu tôi phải cách ly tôi sẵn sàng tôi cách ly. Các anh cứ kiểm tra y tế. Em đang nói như này. Thứ nhất là em đã kiểm tra y tế anh, bây giờ anh không sốt. Rồi. Nhưng anh ở tâm dịch về. Thế Hà Nội đâu là tâm dịch? Đâu là tâm dịch? Hà Nội là tâm dịch. Từ vùng dịch về anh hiểu đấy. Từ đâu là tâm dịch? Các ông dùng từ nó rất là khó hiểu. Đâu là tâm dịch, đâu là ổ dịch, đâu là vùng dịch. Đấy các ông cứ lấy đi. Em đừng anh quay đầu xe. Được rồi. Ngày mai các ông xe lên tăng trang nhất luôn. Rồi. Được rồi. Bây giờ ông chỉ cần nói cho tôi lái, chứ tôi lúc lái nhá. Xe gia đình không được chở bệnh nhân ra viện và bệnh nhân anh nằm ở xe gia đình. Tôi khẳng định xe bệnh nhân. Đây đã có bệnh nhân cấp cứu. Xe tôi không có tem kinh doanh. Là xe tôi gia đình. Anh không phải là xe chở bệnh nhân đi cấp cứu. Đấy. Bây giờ người ta có đủ điều kiện. Thế nhưng mà sức khỏe bác sĩ bây giờ xuất bệnh nhân ra. Đúng, chính xác. Anh cấp cứu đâu á? Anh. Tôi hỏi anh. Thế bây giờ bệnh nhân ra viện không? Em cãi nhau anh nhá. Về phương tiện gì? Anh mời anh quay đầu xe, anh không cãi nhau anh nhá. Nhá. Bây giờ nhá, anh về đây anh gọi người nhà của hai bệnh nhân này. Người nhà không có xe mới nhờ tôi chở về. Anh gọi xe cấp cứu. Xe cấp cứu anh ở Hà Nội, bây giờ là quy định của thành phố là người Hà Nội không được vào trong thành phố. Không có đủ điều kiện để thuê xe cấp cứu về nhá. Thế công an thành phố Hải Phòng đề nghị tôi vứt bệnh nhân xuống trạm. Không ai đề nghị cả, đấy là do anh nói. Không, đây. Tôi có clip đàng hoàng. Được, clip không ai nói. Tôi ghi hết từ đầu, các anh đề nghị cho xuống đây để xe nhà ra đón. Thế đúng là còn gì nữa? Nhá, đầy đủ hết.